Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đầu năm mới. Chúc năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe bình an tới mọi người, cuộc sống mưu sinh cùng hưởng lạc, Tết về dạo khúc nhạc tình ca, nâng chén rượu nồng, ta cùng chúc xuân về phấn khởi tựa ngàn hoa. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động giới tử vi, đúng 4 tháng đầu năm 2024 âm lịch, tuổi Ân Mão sinh năm 1975, chuyển mình thành Phượng Hoàng. Tiền bạc kéo về như thác lũ, đổi đời ngoạn mục, thiên hạ đỏ mắt anh tị. Quý vị thân mến, một đời người dài bao lâu, cũng chỉ có thể nói là 30.000 ngày. Nhìn thì dài, nhưng ngoảnh đầu lại thì đã thấy đi quá nửa kiếp nhân sinh. Trải qua thăng trầm mới biết mình bình an, nếm đủ chua ngọt mới nhận ra mình nên bằng lòng với thực tại. Nhân sinh như mộng, năm tháng vô tình. Quay đầu nhìn lại mới thấy rằng, thời thanh xuân chỉ là một giấc mộng đẹp. Sau khi trưởng thành, trải qua xa cách, trải qua thăng trầm của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận ra rằng, càng gặp chuyện không vừa ý thì càng nên bình tĩnh, càng đau khổ thì càng nên im lặng, và càng khó khăn thì ta lại càng phải cố gắng vượt qua, thay vì ngồi yên và than thở. Vâng, thưa quý vị thân mến, khi luận giải lá số tử vi cho 12 con giáp năm 2024, các bậc thầy tử vi đã đặc biệt tiết lộ về thiên cơ của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Khi bước sang 4 tháng đầu năm 2024 này, đây là thời điểm có thể nói là thời cơ cá chép hóa rồng của tuổi này, công việc thì thuận lợi, tiền bạc lộc lá cứ ùn ùn kéo tới, cuộc sống của bản mệnh sẽ thăng hoa rực rỡ, đón nhiều tin vui không ngờ tới. Vậy, vận trình 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Ất Mão sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Quý cô bác tuổi Ất Mão thân mến, theo thuyết ngũ hành, năm 2024 giáp thìn mệnh hỏa, như vậy, ta có mệnh thủy của tuổi, tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, thiên can Ất bình hòa với can giáp, địa chi Mão tương xung với địa chi Thìn. Xét theo mệnh can chi năm 2024 giáp Thìn là một năm có xung, có hợp với Ất Mão. Công việc của bản mệnh tuổi Ất Mão trong năm này có sự chuyển biến tích cực. Khi duy trì tính kỷ luật hiệu quả, làm việc chỉn chu, khoa học, tinh thần chủ động là điểm mạnh để giúp mệnh chủ đối phó linh hoạt trong mọi tình huống, biết cách quản trị rủi ro, quản lý chi tiêu tài chính, giúp cho Ất Mão nắm vững tài sản và nguồn thu nhập. Ở độ tuổi này, bản mệnh không còn nhiều gánh nặng áp lực cuộc sống, thay vào đó khi con cái đã dần trưởng thành, tuổi Ất Mão sẽ được thảnh thơi thư thái hơn. Cùng ngẫm lại một chút về những nét riêng trong tính cách và vận số của quý cô bác, sinh năm 1975 tuổi Ất Mão, ta sẽ thấy rõ vì sao cô bác Ất Mão này lại được trời xanh ưu ái đến như vậy. Trong số 12 con giáp, đây là cung mệnh có tính cách dịu dàng nhất, những ai thuộc cung Mão đều là những người tinh tế, biết cảm thông, được biết đến như là những người vì hòa bình. Họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự thanh bình. Rất nhiều người yêu quý Ất Mão bởi sự cởi mở tốt tính của họ. Ất Mão nếu giúp đỡ người khác sẽ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình, không bao giờ cầu lợi cho bản thân. Họ không thích phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí là luôn tìm cho mình sự an toàn. Dù trong bất kỳ tình huống hoàn cảnh nào, những người này đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh hòa hợp. Họ có khả năng giao tiếp tốt, ghi được ấn tượng với mọi người xung quanh. Ất Mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Bất kỳ ai xúc phạm đến danh dự của mình, họ đều coi như người đó là kẻ thù. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác. Nhưng đôi lúc Ất Mão vô tình tự làm buồn chính mình, có thể nói Ất Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên. Trong cuộc đời, mỗi khi khó khăn Ất Mão lại gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Nếu có sự cố gắng sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và quý cô bác Ất Mão có thể hoàn toàn yên tâm rằng, dù có bước đến bất kỳ giai đoạn nào đi chăng nữa thì cũng đều có thể an yên mà vượt qua được. Tuy nhiên,
khi bước sang năm 2024, đặc biệt là giai đoạn 4 tháng đầu năm quan trọng này. Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý cô bác đôi điều nhắc nhở sau. Hãy cùng lắng nghe nhé! Thứ nhất, về công việc sự nghiệp. Cô bác tuổi Ất Mão một khi đã tập trung vào công việc thì sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh và tài trí của mình. Ất Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, cô bác chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do, nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết thông minh của mình mà Ất Mão đã đạt nhiều thành công trong lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Cô bác là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ Ất Mão thì giỏi trong việc kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão thì lòng kiên trì sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này lại hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc, hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì đi nữa thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn, bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy, dù trong những lúc gặp khó khăn sóng gió thì Ất Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Chính vì vậy mà lời khuyên dành cho bản mệnh trong dự định phát triển sự nghiệp thời gian này là hãy tiếp tục tiến hành và phát triển đi lên mà không cần phải quá lo lắng. Mệnh chủ tập trung hoàn thiện dự án năm cũ, đồng thời triển khai và thực hiện kế hoạch năm mới. Sẽ có một số bất cập trong quá trình làm việc, tuy nhiên điều này có thể giải quyết nhanh chóng nhờ sự am hiểu của bản mệnh. Đồng thời, tuổi Ất Mão nên kết giao với những người làm việc có nguyên tắc chuẩn mực. Họ sẽ giúp cho mệnh chủ phát triển toàn diện các khía cạnh trong công việc. Thứ hai, về tình hình tài chính. Phương diện tài chính của bản mệnh Ất Mão trong năm nay duy trì ổn định nhờ mức thu nhập từ công việc. Tình hình tài chính có xu hướng gia tăng khi mệnh chủ lựa chọn đầu tư tích lũy thông minh và an toàn. Ở tuổi 50, tuổi Ất Mão nên có kế hoạch cho các khoản chi tiêu tiết kiệm để có của ăn của để, cuộc sống ấm no đầy đủ. Khi mệnh chủ có khả năng làm chủ tài chính, tích tiểu thành đại để ổn định tài chính an toàn hiệu quả ở tuổi trung niên, ngay từ bây giờ hãy đặt ra kế hoạch dài hạn cho bản thân cô bác nhé. Người Việt ta có câu, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Thế nên nhiều người có bao nhiêu tiền của lại cho con hết, cho con tất cả tài sản mình có, còng lưng làm lụng để con được an nhàn, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Vì sợ con sẽ thua kém bạn bè, lo cho con quá nhiều, nên con cái chẳng biết tự lo gì. Có khi đến 30 tuổi rồi vẫn chỉ là một đứa trẻ non thơ, chỉ biết phụ thuộc vào cha mẹ mà thôi. Vẫn biết là cha mẹ luôn muốn bảo vệ con nhiều nhất có thể. Nhưng con cái đến cái tuổi lập nghiệp mà vẫn quen cái thói dựa dẫm, sợ hãi xã hội xô bồ, thì đến lúc cha mẹ không còn ở trên đời, có lẽ sẽ trở thành kẻ ăn bám của xã hội mà thôi. Con cái chúng có phúc phận của chúng có cuộc đời riêng của chúng, là bậc làm cha làm mẹ. Thay vì cố gắng làm mọi thứ để lót đường cho con, thì hãy cố gắng dạy dỗ chúng lên người, sống tự lập và làm chủ cuộc sống của chính mình. Dù thương con đến thế nào, thì cha mẹ nên để con được vấp ngã, được trông chênh một chút trên đường đời. Có như thế con cái mới hiểu được đạo lý, mới có cơ hội được lớn lên, được trưởng thành, được va vấp. Từ cái sự va vấp đó mới biết được yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm, kính trọng cha mẹ và nhìn thấy cuộc đời này chúng cần phải làm gì theo đúng sứ mệnh của chúng. Đừng quên rằng tiền bạc chính là quyền lực của người già. Khi còn trẻ, cha mẹ nên giữ lại cho mình một khoản tiền để dưỡng già. Để tới lúc mà cô bác già rồi, thì trong tay có tiền sẽ mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thế mới nói rằng, tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì năng bất năng. Chất lý ấy đúng là với những người có tuổi. Cô bác hãy ghi nhớ nhé. Thứ ba, về tình cảm gia đạo. Tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi được nhiều người xung quanh sống trong vui vẻ hòa bình. Đối với họ thì nền tảng quan trọng nhất để duy trì tình yêu lâu dài là sự thấu hiểu, đồng cảm và hòa hợp với nhau. Phụ nữ tuổi Ất Mão thì dịu dàng, đoan trang, đúng như mẫu người chuẩn mực của xã hội. Họ luôn làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ với tình yêu thương con vô bờ. Khi kết hôn, những người này thường có cuộc sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc. Đàn ông tuổi Ất Mão coi trọng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Ất Mão có đời sống tình cảm rất phong phú, lãng mạn. Họ luôn tạo ra niềm vui cho những người thân xung quanh. Chính vì vậy mà khi xem tử vi cho thấy, cuộc sống hôn nhân của tuổi Ất Mão năm 2024
sẽ luôn được yên bình và hạnh phúc. Đôi lúc tình cảm vợ chồng trở nên xa cách khi cả hai bận rộn dành ít thời gian cho nhau. Thế nhưng chỉ cần hai người luôn một lòng một dạ với đối phương, thuận vợ, thuận chồng thì sẽ làm nên đại sự. Trong cuộc sống gia đạo, tuổi Ất Mão nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe và chấp nhận những quan điểm khác biệt của người thân. Gia đình luôn là tình cảm thiêng liêng đáng quý nhất. Những khoảnh khắc ấm áp bên con cháu có thể giúp mệnh chủ giải tỏa áp lực, xua tan phiền lo cuộc sống. Thứ tư, về tình hình sức khỏe. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 đã ở độ tuổi trung niên, là giai đoạn mà cơ thể con người sẽ có sự biến động lớn, là giai đoạn bắt đầu quá trình lão hóa ở một con người. Ở giai đoạn này, sức khỏe của người tuổi trung niên sẽ phải đối mặt với một số vấn đề phổ biến như thoái hóa cột sống, thoát vị đế đệm. Và đối với quý cô bác tuổi Ất Mão, tính đến thời điểm này cũng đã ở độ tuổi ngũ tuần. Đây là giai đoạn quan trọng để bảo trì và giữ gìn sức khỏe. Sau đó thì cô bác Ất Mão nên dành thời gian chăm sóc cơ thể, thường xuyên đi thăm khám định kỳ để nắm bắt tình hình sức khỏe cá nhân tốt nhất. Cô bác hãy xây dựng thói quen làm việc và nghỉ ngơi cho tốt, tập thể dục hợp lý, xây dựng thói quen làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hoạt động sinh hoạt bình thường ở các cơ quan và môi trên cơ thể, cần đi ngủ sớm và dậy sớm, đồng thời thích ứng với đồng hồ sinh học của các cơ quan, đảm bảo tất cả hoạt động được bình thường. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, hệ xương của cơ thể con người sẽ dần bị lão hóa, cùng với đó là các vấn đề về xương khớp. Người trên 40 tuổi thường mắc các bệnh về xương khớp, cần chú ý nâng cao thể trạng. Trường hợp gặp các vấn đề nặng về xương khớp, tuổi thọ họ sẽ rút ngắn khoảng 10 đến 15 năm. Đạp xe, đi bộ, bơi lội và các bài tập cường độ thấp như yoga được xem là hình thức vận động an toàn, có thể rèn luyện khớp mà không gây thêm áp lực. Đến đây với những người có nguy cơ cao bị thoái hóa khớp, hãy tham vấn với bác sĩ để cùng lên kế hoạch tập luyện hiệu quả. Năm nay, bản mệnh tuổi Ất Mão có thể tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn để thư giãn, lấy lại năng lượng làm việc. Biết quý trọng sinh mệnh sống lạc quan tích cực sẽ giúp cho mệnh chủ cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết 4 tháng đầu năm 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 để bản mệnh đoán định trước được vận cát hung, từ đó có hướng đi chính xác nhất. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tuổi Ất Mão cho biết, tháng 1 âm lịch là thời điểm rất may mắn đối với tuổi Ất Mão. Bạn đạt được bước tiến triển tích cực trong công việc nhờ có nhiều cách tinh soi chiếu. Công việc của Ất Mão tiến triển tốt, chủ yếu là do có tam hội phù trợ. Những người trẻ tuổi có thể nhanh chóng tìm thấy cơ hội phát triển hoặc những hướng đi mới trong sự nghiệp. Bản mệnh không còn cố chấp với suy nghĩ của mình nữa, mà bắt đầu mở rộng tầm nhìn, biết đánh giá mọi việc trên nhiều phương diện hơn. Tính cách cởi mở thân thiện giúp cho con giáp này trở thành người giỏi xã giao, xây dựng được mối quan hệ hài hòa. Những người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ nếu như bản mệnh gặp phải khó khăn. Chính vì vậy mà bản mệnh luôn giữ được tâm thế lạc quan, tích cực, không sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thử thách. Đáng mừng hơn, Ất Mão bắt đầu xây dựng được những mục tiêu phát triển thích hợp cho mình. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm thay cũng khuyên bản mệnh không nên quá buông thả bản thân, để mặc cho những mộng tưởng của mình bay bổng rời xa thực tế, hoặc ham vui dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Hãy sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, để bản mệnh vừa có thể thư giãn, lại vừa có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con đường tài lộc của tuổi Ất Mão sẽ có điểm sáng nhờ chứng tài nâng đỡ. Bản mệnh vốn là người chăm chỉ làm việc và có lối sống tiết kiệm, nên khoản tiền dư giả hiện có là có thể do công sức bạn đã lao động và dành dụm suốt bấy lâu nay. Người làm đầu tư kinh doanh cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn. Cốt là bạn luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn. Đầu xuân năm mới bạn cũng sẽ phải chi tiêu một khoản tiền nhất định cho các hoạt động xã giao, xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên đây là một khoản tiền hữu ích có thể giúp bạn gặp được quý nhân của mình trong tương lai. Thời điểm này thì bản mệnh cũng cần phải đề phòng những người xung quanh, cẩn trọng khi đưa ra quyết định, tránh nhẹ dạ cả tin hoặc chần chừ thiếu dứt khoát để lỡ mất thời cơ. Người đã có gia đình cần phải chủ động giữ khoảng cách với người khác giới, đặc biệt cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, không nên tham gia vào quá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ. Bản mệnh cần xác định được vị trí vai trò của mình trong gia đình và trong lòng người thân. Ngũ hành tương khắc cũng khuyên vợ chồng cần phải trò chuyện, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn, không để những mâu thuẫn cứ lớn dần trong lòng hai người. Chỉ cần đôi bên giữ bình tĩnh và thật sự muốn hòa giải với nhau, thì không có bất cứ rắc rối nào là không khắc phục được. Về cơ bản, thì tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão sẽ không gặp vấn đề gì quá đáng lo ngại vào thời điểm này. Người đã cao tuổi cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức khiến cho cơ thể mệt nhọc,
Trong khi đó, những người còn trẻ cần chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe, không nên ngồi một chỗ quá lâu. Khi thời tiết thay đổi, bản mệnh phải có cách ứng phó kịp thời, nếu không rất dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm, ho, sốt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc sự nghiệp. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 2 âm lịch với tuổi Ất Mão, tháng này sẽ là chuỗi ngày dài đằng đẵng với những thăng trầm trong chuyện tình cảm, gia đạo, tinh thần xuống dốc, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Nguyệt lệnh đang dần bước vào đất tử, con giáp này khá tự tin vào những việc mình đang làm. Ất Mão sẽ chủ động làm việc, chứ không cần phải đợi ai nhắc nhở. Điều đó khiến cho bản mệnh được cấp trên đồng nghiệp và đối tác khá tin tưởng giao cho nhiều trọng trách. Bản mệnh biết lượng sức mình, biết mình đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những chú mèo lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực của mình. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí thư giãn tinh thần, nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tức việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi, thì dù có cố gắng hết mức làm việc, cũng khó đạt được hiệu quả cao. Hãy bình tĩnh chờ đợi thời cơ, bản mệnh sẽ có bước đột phá trong 4 tháng tới, kiên nhẫn luôn mang tới kết quả tốt lành, hãy tin vào điều đó. Xem tử vi trong tháng có quý nhân trợ vận, những chú mèo không đến mức tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, nhưng chắc chắn cũng không quá khó khăn về tiền bạc. Phụ nữ lớn tuổi trong nhà có thể sẽ mang đến cho bản mệnh thêm nhiều động lực, cũng như vẽ ra thêm hướng đi cho con giáp này biết cách phát huy hết khả năng và tăng thu nhập cho mình. Thu nhập trong tháng của tuổi Ất Mão thì chỉ ở mức ổn định, chứ không quá dư sôi. Vì thế mà bản mệnh nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu cho hợp lý, dành khoản tiền tiết kiệm phòng hờ khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Tình hình sức khỏe của tuổi Ất Mão tháng 2 âm lịch cũng không được khả quan cho lắm. Nguyệt lệnh ở đất tử là điềm báo chẳng lành. Con giáp này dễ gặp phải sự cố bất ngờ. Nếu thể trạng không có vấn đề gì thì lại phải chịu tác động tiêu cực về mặt tinh thần. Cần phải biết dành thời gian cho chính bản thân mình, tránh căng thẳng áp lực quá mức, dễ dẫn đến những hậu quả khó lường về sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tháng mới là lúc để con giáp tuổi Ất Mão thể hiện sự uy tín của mình trong công việc, nhờ đó mà bạn được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nhiều người còn được giao cho nhiệm vụ quan trọng, đó là lúc bản mệnh phát huy được tối đa năng lực của bản thân. Vì thế hãy cố gắng tập trung, đừng vì bất cứ lý do gì mà sao nhãng. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lượng dồi dào, để những tuổi Ất Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này nhiều người may mắn được nâng lương thăng chức, nhờ công sức đã được ghi nhận. Sự nghiệp của con giáp tuổi Ất Mão lúc này rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc, dù đã ở độ tuổi gần về hưu rồi. Nguyệt lệnh Lâm Đế Vượng sẽ mang lại sự uy nghi đường vệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà tuổi Ất Mão dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ cả. Có thể nói rằng tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều người có cơ hội được thăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới. Dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu, vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong suốt một thời gian dài rồi. Tháng này, một số người cũng có thể nhận được cơ hội việc làm mới, để có thể phát huy được năng lực của mình, hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu bản mệnh sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Tử vi tháng 3 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy rằng, tháng này thì tình hình tài chính của tuổi Ất Mão khá rực rỡ, dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bản mệnh. Vậy thậm chí có nhiều người có được của ăn của để, tiết kiệm được một khoản kha khá đảm bảo cho tương lai tốt hơn. Nhiều người tuổi này nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm, nên lúc này cũng có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, nếu mua món đồ gì ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Lục bạch bay về phương Bắc cho thấy, những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh, thì lúc này sẽ có lợi thế rõ rệt. Hãy chớp lấy thời cơ của mình. Tử vi tháng 3 tuổi Ất Mão âm lịch cho biết, tình hình sức khỏe của những con giáp này cũng không có gì đáng lo ngại. Bản mệnh chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi bản mệnh mệt mỏi, nên giảm bớt lượng công việc đang làm,
để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này sẽ không phù hợp cho những việc quá sức. Tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu, bia, cô bác tuổi Ất Mão nghe. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Theo tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, vận mệnh tổng thể của người tuổi Ất Mão trong tháng này đang ở xu thế đi lên, cục diện tam hợp và nguyệt lệnh trường sinh mang tới nhiều thay đổi tích cực, bao gồm những cải thiện về sức khỏe, tài lộc và các mối quan hệ. Rất may mắn là hầu hết chúng đều phù hợp với mong đợi của bản mệnh. Tiến trình sự nghiệp của tuổi này trong tháng mới đang trên đà phát triển rất tốt. Tháng này thích hợp để mưu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua đó mà bản mệnh có thể phản ánh thực tế giá trị cá nhân của mình, đồng thời chủ động trong công việc và học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng là cách hữu hiệu để hoàn thiện bản thân. Nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo may mắn đang đứng về phía con giáp này, tăng thêm cho bản mệnh sự tự tin và động lực mạnh mẽ để thực hiện hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu như bản mệnh có ý tưởng quyết đoán làm điều gì đó thì sẽ có rất nhiều lợi thế đồng hành. Khi chủ động nắm bắt được thời cơ, có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình, không khó để tuổi Ất Mão đạt được nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Còn nếu cứ chần chừ do dự, thiếu quyết đoán thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt, bản mệnh cũng khó mà vươn tới thành công. Không thể không kể đến các mối quan hệ xã giao cũng giúp ích bản mệnh rất nhiều. Bản thân con giáp này là người có tài, lại có tính tình cởi mở, hoài nhã nên dễ nhận được sự yêu mến của mọi người. Vì vậy dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được người khác chủ động giúp đỡ. Một số người cũng sẽ có cơ hội đi công tác, đó vừa là dịp để bản mệnh mở mang tầm nhìn, nhân tiện lại có thể chứng minh năng lực của mình. Hơn nữa đi công tác là cơ hội rèn luyện bản lĩnh của mình rất tốt, do đó bản mệnh nên trân trọng và phát huy tốt nhất, bởi sau đó còn có rất nhiều điều đáng giá đang chờ đợi bản mệnh. Tất nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng chảy sẵn hoa hồng, bản mệnh có thể phải đối mặt với những thử thách khó khăn và những tình huống áp lực cao, nhưng chỉ cần Ất Mão tự tin vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng và tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân mình. Cùng với những thuận lợi trong phương diện sự nghiệp thì tài vận của tuổi Ất Mão cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong tháng tư âm lịch này, với hàng loạt các tín hiệu tích cực, nguyệt lệnh trường sinh và đặc biệt là tài tinh thực thần. Thu nhập của con giáp này đến từ nhiều nguồn, bản mệnh không cần phải quá lo lắng về việc thu chi, mọi thứ đều ra vào hợp lý, cân đối, thậm chí bản mệnh còn có đủ điều kiện để giải quyết được một số nhu cầu tài chính khẩn cấp cho bản thân và cả gia đình. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này, dù làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có người dẫn dắt và giúp đỡ, lợi nhuận đổ về liên tục. Bản mệnh hãy tin tưởng và quyết định sự lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá, nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thời gian này thì bản mệnh nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân. Vận khí đang rất thịnh vượng, khả năng bạn còn kiếm được nhiều hơn cả mong đợi. Đây là giai đoạn quan trọng để bản mệnh được thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sáng suốt trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm tới. Cũng cần nhắc nhở rằng, bản mệnh càng làm đâu chắc đấy, hạn chế những mạo hiểm không đáng, như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bản mệnh. Tháng này dù cho Ất Mão có các cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nó cũng đòi hỏi một nỗ lực nhất định để đạt được kết quả tốt hơn. Nếu như Ất Mão là người có thói quen lập kế hoạch tài chính, có thể nhận được nhiều lợi ích hơn, do đó nên nâng cao kiến thức về đầu tư và quản lý tài chính khi có tiền và thời gian. Điều này sẽ rất có giá trị về lâu về dài. Bán hợp thái tuế hứa hẹn đào hoa của tuổi Ất Mão sẽ tăng lên rõ rệt trong tháng tư âm lịch này. Chuyện tình cảm và các mối quan hệ có nhiều khởi sắc, tiến triển tích cực, trạng thái tinh thần của bản mệnh cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ. Về mặt sức khỏe, tuổi Ất Mão sẽ có thể trạng lý tưởng vào tháng tư âm lịch năm 2024 này. Sức khỏe thể chất được đảm bảo, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt. Nhờ đó bản mệnh có đủ năng lượng để theo đuổi và làm những việc mà mình muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên chủ quan trước sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ. Hung tinh này có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng khiến cho bản mệnh dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên. Dù thường ngày có khỏe đến mấy thì dần già cũng sẽ lao lực, sức khỏe giảm sút. Do đó điều quan trọng là dù có mãi mê với công việc đến đâu cũng nên tìm cách giải tỏa tâm trạng, giảm bớt căng thẳng, nên tham gia nhiều hoạt động thể thao và thể dục ngoài trời hơn để giúp cơ thể khỏe mạnh, cải thiện thể chất, tăng cường quản lý chế độ ăn uống và đảm bảo giấc ngủ. Tổng kết tử vi 4 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hóa giải vận hạn cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 như sau.
so với tử vi năm 2023, vận trình năm 2024 của tuổi Ất Mão có vẻ dễ thở hơn khi không phải đối phó với những khó khăn dồn dập hay vận xui xẻo bất ngờ. Tuy nhiên, Giáp Thìn vẫn là một năm tiềm tàng nhiều thách thức với đương số do tác động của cục diện hại Thái Tuế, lại có nhiều hung tinh chiếu mệnh, ít cát tinh trợ lực. Ất Mão tự làm tự lo, vất vả làm lụng, phấn đấu và quay cuồng kiếm tiền, nhưng thành quả thu về chưa tương xứng, thậm chí còn nhiều lúc khiến cho Ất Mão phải thất vọng. Tình hình kinh tế thì sẽ khó khăn chung, âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Để hạn chế xui xẻo, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các cát tinh trong năm 2024, cô bác Ất Mão nên áp dụng một số cách khá đơn giản, nhưng hứa hẹn hiệu quả tốt dưới đây. Hãy làm và chiêm nghiệm nhé! Sau đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phẩm hành sự gì, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần Ất Mão thận trọng và có kế hoạch rõ ràng, ắt sẽ được thành quả ít nhiều. Dù không quá phô trương, nhưng cũng đủ để khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Đã là họa thì khó tránh, trong năm không được sự hỗ trợ từ vận trình, lại có nhiều hung tinh chủ về ức chế cảm xúc đeo bám. Tuổi Ất Mão nên học cách thả lỏng tinh thần, bình tĩnh đối phó với mọi tình huống, chuyện gì đến sẽ đến. Không cần phải quá gồng mình lên chống chọi, hãy nhìn mọi thứ một cách lạc quan nhất, tập trung chuyên cần làm lụng, kết quả sẽ khiến cho chính bạn phải ngạc nhiên. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân tức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho tuổi Ất Mão tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, để năm 2024 với nhiều niềm vui và thành tích bất ngờ. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, cho tới việc lớn, hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu truyền thụ lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng vậy. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại, nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tệ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Sau đó nếu có kế hoạch khi dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn cô bác cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, tuổi Ất Mão nên kết hợp làm ăn với những tuổi nào để công việc làm ăn thêm hanh thông, thuận lợi? Tuổi Mão và tuổi Tý. Mão và Tý khá hợp nhau về cả phương diện tình bạn lẫn tình yêu, bởi mối quan hệ của họ có sự thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau. Mèo sẽ luôn tìm cách bảo vệ, chăm lo cho cuộc sống của chuột, và chuột sẽ cảm thấy may mắn khi có sự xuất hiện của mèo trong cuộc đời. Hai tuổi này cả về sở thích, tính cách đều có rất nhiều điểm chung, bởi vậy mà họ dành cho nhau nhiều tình cảm đáng quý, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống và trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Tuổi Mão và tuổi Sửu. Mão và Sửu đều có điểm chung là sống giàu tình cảm, có đời sống nội tâm phong phú. Họ chất chứa nhiều tình cảm trong lòng, nhưng lại ít khi thổ lộ ra bên ngoài. Tuổi Sửu là động lực cho tuổi Mão tiến lên phía trước, chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống và ngược lại. Mão sẽ mang một luồng gió mới mẻ, thú vị vào trong cuộc đời bình lặng của tuổi Sửu. Họ giúp đỡ nhau trong công việc và cùng nhau phấn đấu nỗ lực để đạt được thành công. Tuổi Mão và tuổi Dần. Tuổi Dần là những người sống hoài bão, có ý chí vươn lên trong cuộc đời để đạt được quyền lực và địa vị trong xã hội. Họ cảm thấy nhàm chán với cuộc sống an nhàn của tuổi Mão, bởi vậy hai tuổi này rất khó để trở thành một cặp bởi sự trái ngược nhau về tính cách. Sự khởi đầu của một tình yêu, tình bạn đẹp bao giờ cũng là lãng mạn, nhưng càng về sau, Mão và Dần càng xảy ra nhiều mâu thuẫn, khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt. Họ cũng khó có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực kinh doanh. Sự ỷ lại và dựa dẫm của Mão luôn khiến cho Dần bực bội, khó chịu. Tuổi Mão và tuổi Mão. Nếu trở thành một cặp, hai tuổi Mão sẽ tìm được tiếng nói chung trong sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Họ cùng nhau xây dựng tình yêu lâu dài,
gắn bó trên sự tôn trọng tin tưởng đối phương, tình cảm của họ gắn bó lâu bền, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, càng ngày càng khăng khít khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người tuổi Mão cũng dễ dàng kết hợp với nhau trong công việc, họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Tuổi Mão và tuổi Thìn. Tuy có nhiều sự trái ngược nhau về tính cách, nhưng Mão và Thìn lại trở thành những mảnh ghép trong cuộc đời nhau. Tuổi Thìn là nguồn động lực, thúc giục cho tuổi Mão cố gắng làm việc, phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống. Tuổi Mão khi gặp khó khăn cần phải có sự trợ giúp của mọi người, đặc biệt là tuổi Thìn. Bởi vậy, hai tuổi này sớm dành cho nhau nhiều tình cảm và trở thành những người bạn tri kỷ, gắn bó với nhau trong suốt cuộc đời. Hai tuổi này nếu hợp tác làm ăn, sẽ đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Mão và tuổi Tỵ. Về mặt tính cách, hai tuổi này có khá nhiều những mặt đối lập. Mão thích không khí yên bình, khá nhút nhát trong giao tiếp, nhưng ngược lại Tỵ lại rất tự tin sôi nổi trước đám đông. Tuy nhiên những điểm khác biệt này không khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại hai tuổi này luôn tìm thấy sức hấp dẫn, sức hút của đối phương. Nếu như biết cách nhường nhịn, chắc chắn Tỵ và Mão sẽ xây dựng một tình yêu lâu dài bền vững. Hai tuổi này cũng có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau, dựa trên sự tin tưởng, tôn trọng và cùng phấn đấu vì một mục tiêu lý tưởng. Tuổi Mão và tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ luôn nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ trong những lúc mà Mão gặp khó khăn gian nan. Bởi vậy mà Ất Mão luôn dành những tình cảm đáng quý nhất cho người tuổi Ngọ. Mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và trở nên thân thiết gắn bó với nhau. Nhiều hơn Ngọ thích tự do và Mão không bao giờ hạn chế kiểm soát điều đó. Thái độ và hành động thông minh của Mão sẽ giúp cho họ xây dựng được một tình yêu trọn vẹn lâu dài. Mão và Ngọ có thể trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuy nhiên họ cần sự giúp đỡ hỗ trợ của mọi người thì mới có thể thành công được. Tuổi Mão và tuổi Mùi. Mão và Mùi có nhiều nét tương đồng về tính cách, tuy nhiên họ có nhiều sở thích và quan điểm trái ngược nhau. Điều kỳ diệu là sự khác biệt ấy không khiến cho mối quan hệ của Mão và Mùi mâu thuẫn. Ngược lại đây chính là tiền đề để phát triển, duy trì mối quan hệ của hai người họ gần gũi gắn bó và thân thiết với nhau. Cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống, trên phương diện làm ăn, Mùi sẽ luôn là trợ thủ đắc lực, giúp cho tuổi Mão phát triển sự nghiệp. Tuổi Mão và tuổi Thân. Mão và Thân trên phương diện hai tính cách này sẽ hoàn toàn đối lập nhau. Số phương diện nào thì muốn duy trì mối quan hệ lâu dài thì cần phải nhường nhịn, thấu hiểu nhau. Mão nhút nhát không thích những nơi tấp nập đông người, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tuổi Thân. Bởi vậy, cặp đôi này muốn hòa hợp lâu dài thực sự là điều rất khó. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, tuổi Mão và tuổi Thân cần phải hết sức thận trọng, luôn nghe lời ý kiến của nhau thì công việc mới có thể diễn ra thuận lợi. Tuổi Mão và tuổi Dậu. Ban đầu mối quan hệ của Mão và Dậu thật sự hòa hợp và hai bên đều cảm nhận được sức hút hấp dẫn của đối phương. Tuy nhiên sau một thời gian sự mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và thực tế hai tuổi này có nhiều điểm khác biệt về tính cách. Mão là người không bao giờ đối mặt với nguy hiểm, luôn đặt mình vào an toàn, còn Dậu cảm thấy đó như một sự hèn nhát. Trên phương diện hợp tác làm ăn, Mão và Dậu không cùng chung chí hướng, vì vậy mà làm việc sẽ khó đạt được hiệu quả cao. Tuổi Mão và tuổi Tuất. Mão chân thành, thật thà, còn Tuất thì tốt bụng rất đáng tin cậy. Họ dễ dàng trở thành những người bạn tri kỷ trong cuộc đời nhau. Trên phương diện tình yêu, Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tuổi Mão mỗi lúc gặp khó khăn hoạn nạn. Có đôi lúc mối quan hệ này cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng may mắn là cả hai bên đều biết cách nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn của mình cho nhau nghe. Từ đó họ càng thêm thấu hiểu nhau và mối quan hệ sẽ ngày càng gắn bó bền chặt. Nếu cùng hợp tác làm ăn, Mão và Tuất sẽ đạt được nhiều thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Mão và tuổi Hợi. Mão cảm thấy vui vẻ thoải mái khi có một người bạn như tuổi Hợi, bởi Hợi luôn sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ Mão trong những lúc khó khăn. Hơn nữa tuổi Hợi thật thà chất phác, không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình. Điều đó khiến cho tình cảm của hai người này dễ trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Trên phương diện làm ăn, Hợi sẽ luôn đưa ra những lời khuyên đúng đắn, giúp cho Ất Mão có những bước phát triển sự nghiệp. Quý vị thân mến, Buffett từng nói, độ tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn trí thông minh. Người thông minh chỉ có thể trò chuyện, còn người đáng tin cậy mới có thể đi với bạn đến cuối cùng. Tôi đã gặp nhiều người thông minh trong những năm qua và tôi thực sự đã được hưởng lợi từ việc trò chuyện với họ, bất kể bây giờ họ có hợp tác với tôi hay không. Một số ý kiến của họ lúc đầu sẽ rất hữu ích cho chúng tôi, nhưng sau khi làm việc cùng nhau, tôi phát hiện ra rằng những người quá thông minh luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Và theo thời gian, thì việc làm cùng nhau lâu dài sẽ trở nên khó khăn. Lúc đầu trong lòng tôi cũng có chút khó hiểu tại sao chúng tôi cho họ nhiều hơn người khác, lại luôn không đáp ứng được nhu cầu của họ. Bây giờ nhìn lại,
việc có những người đáng tin cậy ở bên cạnh vẫn sẽ rất quan trọng. Dù làm việc cùng họ hay kết bạn, thì họ đều rất trung thực, làm việc rất cẩn thận và biết nghĩ cho người khác. Bạn cần tìm người đáng tin cậy để làm việc, người thông minh chỉ có thể trò chuyện. Ngày nay, chủ đề được nhiều người nói đến cùng nhau nhất là chúng ta rất hợp nhau. Thực ra mãi sau một thời gian dài tôi mới phát hiện ra rằng thoải mái chỉ là cảm giác thỏa mãn về mặt tâm lý. Nhưng đáng tin cậy mới có thể mang lại cho cả hai bên cảm giác an toàn. Khi một người đáng tin cậy hứa với bạn điều gì đó, họ đã chắc chắn trong đầu mình phải làm về điều đó. Người đáng tin cậy sẽ hiểu được khó khăn của người khác. Khi đó họ sẽ cố gắng hết sức để làm những điều thiết thực cho bạn. Tuy có thể có hạn chế, có thể sẽ có khác biệt quan điểm, có thể có bất đồng trong một khoảng thời gian, có thể sẽ bị bác bỏ. Nhưng nó hiệu quả, có mục đích rõ ràng và là cơ sở của sự chân thành và tin cậy. 2. Lòng trung thành vượt xa sự thông minh. Trong thời đại thông tin đến như hiện nay, rất nhiều thông tin được lan truyền khắp các khu vực, với tốc độ có thể lan truyền đến mọi nơi trên thế giới trong tích tắc. Bất kể thông tin nào bạn muốn đều có thể tìm kiếm được. Người thông minh biết nhiều, người đáng tin cậy cũng có thể biết nhiều. Trong thời đại bùng nổ tri thức hiện nay, thông tin được tiếp thu nhanh hơn trước. Theo thời gian, nhiều người tự nhiên trở nên thông minh hơn. Nhìn từ góc độ toàn xã hội, người thông minh phải có năng lực tốt, nhưng họ không nhất thiết phải là người đáng tin cậy, tức là nhân cách của họ chưa chắc đã được đảm bảo. Nhưng người đáng tin cậy không nhất thiết phải là người thông minh, mà họ phải là người có năng lực, trung thực và đáng tin cậy trong khả năng của chính mình. Mọi người đều thích người thông minh, đó là tâm lý bình thường. Mọi người có thể duy trì kết nối thường xuyên, nhưng họ có thể không nhất thiết sẵn sàng hòa hợp với nhau, chủ yếu là do sự khác biệt quá lớn và không có gì đảm bảo. Trong khi đó, những người có tính cách tốt và đáng tin cậy, đương nhiên sẽ có những người đáng tin cậy ở bên cạnh lâu dài. Có nghĩa là trong doanh nghiệp, chúng tôi nhấn mạnh đến lòng trung thành hơn là khả năng. Hãy trở thành một người đáng tin cậy. Ví dụ, có người khi hợp tác với bạn thì nịnh nọt, một khi không hợp tác thì sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn xấu xa. Vì trí thông minh nên họ mặc chiếc áo khoác tốt bụng và thực tế, khiến cho người ta cho rằng người này rất chân thật. Trong xã hội ngày nay, gặp được nhiều người đáng tin cậy là nguồn tài nguyên quý hiếm. Họ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Nếu gặp được điều may mắn này trong doanh nghiệp thì nên trân trọng họ. Vì vậy, hãy là một người đáng tin cậy. Dần dần sẽ có nhiều người đáng tin cậy kết giao với bạn và cuộc sống của bạn sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.